Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay cái tuột năng điện của một cái quạt treo tường nha các bạn. Thì cái tuột năng này mình xài một thời gian nó sẽ bị mòn các bạn. Nó sẽ bị mòn và nó sẽ hỏng bánh răng, hoặc là khi mà cái quạt nó đảo chiều mà nó bị vướng bật cản các bạn, thì do nó tải nặng quá nó sẽ trượt, nó làm hư bánh răng, thì chúng ta cần phải thay mới. Đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành tháo cái phần ốc. Đây, chúng ta tháo ốc ở cái cần chặn và hai con ốc để bắt cái motor xoay. Chúng ta sẽ tháo ra khỏi cái quạt. Thì nếu có vị trí dây nối thì các bạn có thể là mở ra vị trí dây nối, không thì chúng ta có thể cắt và chúng ta nối vào vị trí mới cũng được nha các bạn. Đây mình sẽ cắt vì cái vị trí nối cũ mình đã bó dây rồi, bây giờ mình sẽ cắt. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tháo cái bát nhựa từ cái tuột năng hư để chúng ta lắp sang cái tuột năng mới nha các bạn. Thì sau khi đã lắp cái bát rồi thì các bạn sẽ bắt vào. Chúng ta tiến hành bắt đúng cái lỗ ốc như lúc đầu nha các bạn. Chú ý là phải bắt đúng lỗ ốc, bởi vì khi lúc đầu là người ta canh là đã chuẩn nha các bạn. Nếu các bạn đáp sai thì có thể là nó xoay không có đều nha. Nó xoay bên nhiều bên ít, hoặc là cấn nó không xoay được nha các bạn. Các bạn siết cứng hai con ốc lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp cái cần. Đây, cái cần để đưa lắp vào cái phần cái bát nhựa. Lưu ý là ở cái vị trí này nó sẽ dễ bị mòn khuyết, nên chúng ta có thể tra thêm một ít mỡ bò nha các bạn. Chúng ta tra một ít mỡ bò rồi chúng ta mới lắp cái cần vào. Để cho nó có độ trơn thì nó sẽ lâu mòn hơn nha các bạn. Bạn tra một ít mỡ bò. Và như vậy là chúng ta đã thay thành công rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đấu dây rồi. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tuốt dây đồng và chúng ta nối vào vị trí hai cái cọng dây băng này á. Lưu ý là chúng ta nối từng dây, và nối dây nào thì các bạn sẽ dùng băng keo chúng ta quấn kỹ cái phần dây đó, tránh gây chậm chập nha các bạn. Các bạn dùng băng keo điện để chúng ta có thể chúng ta băng lại nha. Chúng ta tiếp tục nối cọng dây thứ hai.
Sau khi để nấu nối xong thì chúng ta sẽ cắm điện, chúng ta thử xem nó quay có ổn định chưa nha các bạn, và góc quay của nó có chuẩn chưa. Thì các bạn thấy xoay rất là nhẹ nhàng nha các bạn, và góc quay cũng đều hai bên luôn. Như vậy thì cái phần motor chúng ta bắt là đúng đúng vị trí rồi nha các bạn. Đó, thì góc quay nó sẽ đều ở hai bên. Rồi, công việc chúng ta đã sắp hoàn tất rồi. Bây giờ các bạn sẽ xếp cái dây điện vào cái vị trí cho nó đừng có vướng các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đậy cái nắp lại. Lưu ý là khi đậy những cái nắp, phần nắp sau của quạt này, các bạn nên tháo con ốc ra nha. Khi tháo con ốc ra thì khi đậy vô chúng ta dễ dàng quan sát được vị trí ở bên trong. Khi nào nó nằm thẳng hàng rồi, nó nằm đúng chuẩn rồi thì chúng ta cho con ốc vào thì các bạn dễ bắt hơn nha. Còn nếu mà để con ốc dính trong cái vỏ nhựa thì các bạn khó mà bắt đúng được lắm. Chúng ta lừa tới lừa lui thì nó sẽ mất thời gian nha. Rồi, như vậy là công việc thay cái tuốc năng điện cho một cái quạt treo tường đã hoàn tất. Video đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.